Chào cả nhà, hôm nay mẹ Sumo lại có dịp xuất hiện trở lại để giới thiệu cho cả nhà mình một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho những bà mẹ có con nhỏ ăn sữa ngoài. Hồi xưa ấy, mình cứ nghĩ là, ủa sao nước ngoài người ta phát minh ra máy pha sữa để làm gì nhỉ? Pha bằng tay có phải là nhanh hơn không? Nhưng mà đúng là khi mà xài rồi thì mới thấy là đáng lẽ ra mình nên mua từ sớm luôn đó các mẹ. Tiết kiệm thời gian, giảm tiền mua sữa, lại đỡ tốn công sức và an toàn. Nói chung là một sản phẩm mà chúng ta nên có. Vì điều kiện không cho phép nên mình đã bắt đầu cho Sumo ăn sữa ngoài khi được 6 tháng. Mỗi lần pha sữa thì các mẹ cũng biết đó. Nào là tìm bình, mở hộp sữa, tìm muỗng, đong sữa, nấu nước sôi, đổ lượng nước cần thiết vào bình, pha sữa, chờ sữa nguội trong khi vẫn còn phải chăm con nữa. Lúc nửa đêm thì lại càng vất vả hơn vì vừa phải làm vừa ngủ. Nhiều lúc cứ căng mắt ra hết cỡ để pha vì sợ sai. Gì chứ sữa mà pha đặc một chút hay là loãng một chút, rồi không đủ độ ấm này, hay là quá nóng này, thì cũng đều ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non nớt của các con của chúng ta hết á. Bây giờ thì tối ngủ ấy, cứ mang cái máy này bỏ cạnh giường thôi, có khoảng 3,8kg thôi nên là cũng rất dễ dàng để di chuyển nhé các mẹ. Tối khi mà đến giờ cho con ăn, với tay nhấn một cái, 15 giây sau là có ngay bình sữa với công thức chuẩn và độ ấm lý tưởng. Các mẹ thấy đấy, rất mịn và không vón cục, không bọt khí, cứ thế mà cho con tu ti thôi. Mẹ Sumo cũng đã tìm hiểu nhiều loại máy pha sữa lắm, từ Tây đến Ta, từ Âu đến Á. Nhưng mà cuối cùng chọn thương hiệu uy tín lâu năm từ Mỹ là cái Baby Pizza này nè. Trước đó thì Sumo cũng đã xài bình sữa của hãng này rồi. Nói chung là về chất lượng thì không phải bàn cãi. Độ hoàn thiện và chất lượng gia công được đánh giá cao nè. À, mà cái mẹ Sumo đang dùng đó là Baby Pizza 4 Moon Pro Advanced nha các mẹ. Các mẹ lưu ý không có lại bị nhầm nha. Đây là phiên bản mới nhất. Nó vẫn là công nghệ độc quyền, được cấp bằng sáng chế, không bọt khí, không vón cục. Nhưng mà nó có nhiều cải tiến hơn nên sẽ tiện lợi hơn. Nếu như mà chúng ta có điều kiện thì mẹ Sumo khuyên các mẹ là mình nên đầu tư hẳn cái mẫu mới này nha. Khi mua về, các mẹ nhớ tháo các bộ phận ra để vệ sinh và để khô ráo nha. Sau đó mình sẽ vào trang web babybrisa.vn của hãng để tra cứu tỷ lệ pha sữa tương ứng với loại sữa đang sử dụng để bình sữa thành phẩm hoàn hảo nhất nè. Riêng chuyện tra cứu tỷ lệ pha sữa là các mẹ thấy hãng này quá kỹ luôn. Chúng ta sẽ có 3 tùy chọn. Thứ nhất là quốc gia, thứ hai là thương hiệu sữa, thứ ba là loại sữa. Ở đây thì bé Sumo đang sử dụng sữa Similac Pro Advanced nhập Mỹ nên là mẹ Sumo sẽ chọn quốc gia là America, thương hiệu Similac, tên sữa là Similac Pro Advanced cho bé từ 0 đến 12 tháng và cho ra số cài đặt lượng sữa là 4. Nếu như trước đây ở bản Baby Brisa Pro thế hệ 1 khá phức tạp vì các mẹ mình vừa phải tra cứu, xong phải mở các bộ phận trong hộp chứa sữa ra, cài đặt thủ công theo cái tỷ lệ pha sữa phù hợp, thì ở bản mới này không cần đâu nha. Nó có nút cài đặt lượng sữa để mình chọn nắp pha sữa luôn. Chỉ chọn một lần và những lần sau thì máy sẽ tự nhớ, hoàn toàn không phải xử lý thủ công gì cả. Chỉ mất 5 phút là cài đặt xong hết nha các mẹ. Từ đó về sau thì cứ việc nhấn nút cái rụp và chờ máy pha sữa thôi. Bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu các bộ phận của máy nha. Trước tiên, nhìn bên ngoài thì cả nhà cũng thấy là máy có thiết kế và màu sắc rất sang trọng, nhỏ gọn, tinh tế. Chất liệu thì cứng rắn, dày dặn, nút bấm, chắc tay, nhìn là biết đồ chất lượng ngay. Màn hình điều khiển tự động của nó là LCD cao cấp, hiển thị lựa chọn nhiệt độ, lượng sữa bột và lượng nước. Baby Brisa 4 Moon Pro Advanced này có cấu tạo đơn giản với ít chi tiết. Đây là một cái ngăn đựng nước. Nó có thể tách rời được nên khá là dễ dàng khi chúng ta vệ sinh và lắp đặt thì dễ dàng hơn nhiều so với phiên bản thường. Ngăn này có nhiều mức nước, cao nhất lên đến 1,8L. Vì máy này có chức năng lấy nước ấm riêng nên ngăn chứa nhiều nước thì rất tiện lợi. Sau 6 tháng thì Sumo uống nước lọc thêm nên mỗi lần cần thì mẹ Sumo chỉ cần nhấn vào biểu tượng giọt nước ở trên này là xong. Phía trên cùng là ngăn chứa sữa. Cái này thì chứa đến 700g bột sữa nha các mẹ. Mình mua sữa về, đổ vào đây. Khay này theo mẹ Sumo thấy thì nó rất kín khít, bảo quản tốt mà không lo sữa bị mở nắp liên tục ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Phía trong cái ngăn chứa sữa này thì sẽ có các chi tiết: bánh quay trộn sữa, nắp khóa với lưỡi nạo silicon, bánh quay đo lường lượng sữa và trục quay. Sữa sau khi pha xong sẽ chảy ra từ vòi hình phễu ở phía giữa này. Mẹ chỉ cần đặt bình sữa vào ngay phía dưới này là xong. Cái đế bình sữa này thì sẽ có cái hay đó là có thể điều chỉnh lên xuống nên máy này thì sẽ phù hợp với tất cả các loại bình sữa luôn. À mà Baby Brisa 4 Moon Pro Advanced này cũng sẽ phù hợp với hầu hết các loại sữa phổ biến trên thế giới, ngay cả các loại sữa đặc biệt luôn nha các mẹ. Cái nút nhiệt độ này là chọn nhiệt độ muốn pha nha các mẹ. Mẹ Sumo thì thường pha sữa ở nhiệt độ chuẩn là 39 độ C,
Nhưng mà ở bản Baby Brisa Formula Pro Advanced này thì có đến 3 mức nhiệt độ. Nhiệt độ phòng 30 độ C, nhiệt độ cơ thể 39 độ C và ấm hơn nhiệt độ cơ thể là 45 độ C. Sau khi pha xong, sữa thành phẩm sẽ có nhiệt độ giảm xuống khoảng 2 độ C so với mức nhiệt độ nước mà mình đã chọn. Thông thường thì các mẹ chúng ta sẽ pha sữa ở hai mức nhiệt độ, đó là 39 độ C và 45 độ C thì chúng ta sẽ cân nhắc nha. Mình sẽ đổ nước chín vào, máy sẽ tự động làm nóng theo mức nhiệt độ mà các mẹ đã cài đặt sẵn trước đó. Nốt ml này sẽ là mức pha sữa. Cứ nhấm một lần thì sẽ tương đương với 30ml. Như vậy thì sẽ có các mức pha đa dạng với dung tích bình sữa từ 60ml, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 và 300ml phù hợp với nhu cầu theo độ tuổi của bé so với là chỉ 5 mức pha như thế hệ đầu tiên. Như vậy thì các mẹ chúng ta cứ chọn mức sữa mà mình muốn pha, nhấn nút tam giác là sẽ có sữa cho các con uống ngay. Nếu như mà mẹ vắng nhà thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm giao việc pha sữa cho bố hay là người thân. À mà các mẹ cần nhớ là mình sẽ phải làm sạch nhanh sau mỗi 4 lần sử dụng và làm sạch hoàn toàn mỗi tháng nha. Cấu tạo máy đơn giản nên cũng rất dễ để vệ sinh. Các mẹ lưu ý là phần phễu để sữa chảy ra này sẽ thường hay bị bám cặn sữa, rồi bình chứa nước này. Máy sẽ cảnh báo bằng âm thanh và đèn nhấp nháy để cho các mẹ biết thời gian cần vệ sinh. Với phiên bản Baby Brisa Formula Pro Advanced cũng có các cảnh báo khi mà nắp hộp chứa bột bị hở, mực nước quá thấp, phễu bị bật ra hoặc là lắp đặt không đúng cách. Rất là an toàn và tiện lợi luôn nha. À, và với cái phiên bản mới này thì cũng có hay nữa, đó là nếu như mà Baby Brisa thế hệ thứ nhất sử dụng điện áp là 110V nên các mẹ cần phải thêm biến áp từ 210V xuống 110V thì ở Baby Brisa Formula Pro Advanced này mẹ chỉ cần cắm điện trực tiếp là có thể sẵn sàng sản xuất bữa ăn cho bé vì điện áp sử dụng là 220 đến 240V nha. Bây giờ thì mẹ Sumo sẽ thử pha một bình sữa với máy Baby Brisa Formula Pro Advanced nha. Mình sẽ bỏ sữa vào nè, đổ nước vào, bỏ bình sữa vào đây, điều chỉnh để bình cho phù hợp nha. Rồi nhấn nút tam giác. Tên tên, sữa cho Sumo có rồi đây. Các mẹ thấy nha, sữa siêu mịn, hoàn toàn không có bọt khí luôn. Mức nhiệt mà mẹ Sumo đã cài đặt sẵn là 39 độ, cho Sumo tuti liền được luôn. Thực sự một chiếc máy pha sữa sẽ giúp mẹ yên tâm và tiết kiệm thời gian công sức rất nhiều, còn tiết kiệm được lượng sữa rơi vãi khi mà pha thủ công nữa. Nhưng các mẹ lưu ý mua loại máy pha sữa thương hiệu uy tín nha, chứ mình sẽ lưu trữ sữa của con trong máy, rồi còn nước nóng nữa. Máy mà kém chất lượng thì sử dụng chất liệu cũng không đảm bảo, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Với máy Baby Brisa Formula Pro Advanced này thì chuyện thương hiệu các mẹ cực kỳ yên tâm luôn nè. Còn lại thì mình chú ý chọn đúng nhà phân phối chính hãng khi mua ở Việt Nam nha. Vì hiện tại thì máy này đã có nhà phân phối chính thức chứ không phải là hàng sách tay nữa. Nhiều máy mà mẹ Sumo đang xài thì được bảo hành 1 năm và hỗ trợ kỹ thuật 24 tháng sau khi hết bảo hành. Nó cũng kèm hướng dẫn tiếng Việt và cứ thắc mắc gì thì được giải đáp nhanh gọn luôn. Rồi, và đã đến giờ cho Sumo ăn rồi nên là mẹ Sumo sẽ tạm biệt cả nhà ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng theo dõi video và hẹn gặp lại cả nhà trong những video review lần sau nha. Chào tạm biệt!